Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì trước mắt anh em đây là một dòng máy nâng tiếng rất là mới và rất là cao cấp của thương hiệu Lörick Acoustic. Đó là Lörick TD5000 anh em nhé. Ngày hôm nay thì em có test cho một bác khách, thì bác ở Hồ Chí Minh. Thì bác có lấy bên em cái con TD5000 này, và giá hiện tại là 2 triệu đồng là bên em sẽ bao ship và tặng cho anh em đó là một cặp dây rắc bằng Canon. Anh em dùng xuống âm ly thì em sẽ tặng cho anh em đó là Canon chuyển AV, và anh em dùng đẩy thì sẽ tặng cho anh em đó là Canon chuyển Canon anh em nhé. Ấy thì đất tất cả đây đều là hàng mới, và em sẽ bóc hộp đây, bóc hộp cho anh em và các bác cùng xem. Đấy, dòng này thì nó nâng tiếng thì nó rất là hay, phải nói rõ tất cả anh em luôn, dòng này nâng tiếng rất hay luôn, nó nâng bát chét nó rất là rõ ràng chi tiết cho anh em luôn nhá. Và bên trong hộp của nó thì có sợi dây nguồn này, dây nguồn đây là dây nguồn hai chấu nhá. Đấy, dây nguồn hai chấu, ok. Và đây là sẽ có một cái anten và một cái quyển sách. Thì cái anten này về nhà anh em bắt vào cho em, bắt vào cho em ở đằng sau ấy, thì nó sẽ có một cái cổng chờ, và anh em xoáy cái này vào là anh em bắt anten để nó thu với lại điện thoại hoặc những thiết bị mà nó phát ra Bluetooth để nó bắt với một chiếc nâng tiếng này thì nó sẽ được xa hơn anh em nhé. Còn anh em không bắt thì nó sẽ bị kém hơn. Đấy, bắt sóng với Bluetooth nó sẽ kém hơn. Và đây, nâng tiếng của chúng ta đây anh em nhé. Đấy, còn mới nguyên này, bằng dính dính luôn. Ok, đây, lên cho anh em luôn này, lưng tiếng đây. Đấy, Lörick Acoustic TD5000 anh em nhá. Dòng này thì đây, anh em thì nhìn thấy rất nhiều những Bluetooth, Optical, USB, đầy đủ cho anh em luôn. Lörick TD5000, anh em thì về nhà muốn đẹp thì anh em có thể bóc cái siêu ra nhé. Đây là siêu màn hình chống xước thôi. Đấy, đằng sau con này thì đây. Đấy, như em đã nói thì đây là cái anten Bluetooth này. Đấy, anten Bluetooth này thì về nhà anh em bắt xoáy vào cho em. Có vô âm lượng của Bluetooth, vô âm lượng của cổng quang, cổng tu sinh này. Anh em nhỉ, cổng quang này. Có cổng quattro luôn, cổng đồng trục luôn anh em nhá. Đấy, đây là cái cổng vào ra của nó, như CS1, CS2, in out. Có cổng AV này. Đấy, left right ra, đây là sub bass. Anh em là cổng sub này, có hỗ trợ ra Canon hoặc hỗ trợ ra 2 AV. Đấy, còn cổng ra main chính là left right, nó kênh 1, kênh 2 đấy ạ. Thì anh em đánh ở đây nó sẽ channel 1, channel 2. Cổng vào cũng bằng Canon, hoặc là anh em có thể nhìn thấy cổng in. Đấy, in bằng AV. Out thì nó cũng sử dụng đó là out bằng Canon, hoặc là out ở trên này nó sẽ bằng AV anh em nhé. Anh em để ý cho em, nó không phải là một trắng một đỏ đâu nhé, mà nó hai đỏ là hai là in, còn hai trắng này sẽ là hai out anh em nhé. Đấy, nên anh em sử dụng Canon thì anh em sử dụng ở đây, còn không sử dụng Canon thì anh em sử dụng AV. Ok, và bây giờ thì sẽ cho lên và sẽ test chất âm cho anh em cùng nghe lại về cái chất âm của dòng máy lưng tiếng này. Một dòng máy lưng tiếng rất hay. Và lưu ý, dòng này thì giá là 2 triệu bên em bao ship. Ok anh em nhá, đợi em cho lên và sẽ test chất âm cho anh em cùng nghe luôn. Và ok, mời anh em cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm của lưng tiếng TD5000 kết hợp với đẩy LT1000 loa V12 anh em nhá. Anh em nghe tiếng nó đánh ra chắc gọn luôn ạ. Tiếng chiếc, nó không bị vỡ tiếng, rất là chắc tiếng luôn anh em nhá. Ok chưa? Đây, em đang để 50 thôi này. Đấy, 50 này. Nhả này. Bài bắt ao anh em nhá, không sử dụng này. In này. Ao này. Hay không ạ? Đấy, anh em để nghe đây. Ao thì nó không qua thì tiếng nó sẽ tối hơn. Tiếng bát, tiếng check nó không còn được rõ ràng, chi tiết tách bạch nữa. Đấy, và in này. Bát check nó lẩy rõ ràng luôn anh em nhá. Nghe nó đã tai hơn rất nhiều, anh nghe đã tai. Nó vào tai hơn. Bát check nó rõ ràng, chi tiết, lẩy tí tách luôn anh em nhá. Ok chưa? Và tiếp theo này, hướng dẫn cho anh em cái cách chuyển cổng này. Ở đây thì nó đang sử dụng là CS1, CS2. Và bên cạnh nó có Bluetooth Optical. Đấy thì anh em nhấn vào cái chuyển này. Nhấn vào đây thì nó là sang một CS1-2. Nhả ra đấy sẽ là Bluetooth cổng quang. Đây, nhả này. Thì bên này đồng thời sẽ chuyển sang Bluetooth Optical này. Bluetooth này. Và tiếp theo nó có một nút ấn này. Bluetooth Optical USB. Nhấn vào này nó sẽ sang Optical này. Nhấn tiếp sang sẽ USB này. Đấy, USB mà nó không có, không cắm thì nó sẽ nhảy sang Bluetooth luôn. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, nó chuyển về Bluetooth. Ok chưa? Và nếu anh em sử dụng CS1-2, lại nhấn cái này vào cho em, nó sẽ chuyển sang CS1-2, sẽ có đèn báo. Ok chưa? Đấy, dòng này thì nó rất là dễ dàng sử dụng, và cái tiếng chất âm của nó thì rất là hay. Đấy, tiếng hay lét căng luôn anh em nhá.
quá ồn ào cho anh em chơi luôn. Đấy, hay chưa? Thì ok, rất cảm ơn bác khách này cũng đã tin tưởng là đặt cái chiếc nâng tiếng TD5000 này. Và bây giờ thì em sẽ đóng hàng và sẽ gửi hàng cho bác thôi. Dòng này thì nó rất là đơn giản rồi anh em nhé. Nó rất đơn giản, rất hay, tiếng nó rất là tí tách sạch sẽ cho anh em chơi. Ok, 2 triệu đồng bao ship tặng đầy đủ dây jack cho anh em. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.